Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi là do tâm linh. Phi Nhung bảo trợ Hồ Văn Cường làm con nuôi khi chương trình Việt Nam Idol Kids 2016 lên sóng tập đầu tiên, chứ không như lời đồn rằng nam ca sĩ đoạt giải quán quân cuộc thi rồi mới được nhận làm con nuôi. Khi còn sống, Phi Nhung nói thẳng về lý do tại sao nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi. Đó là linh cảm đặc biệt trong lòng một người mẹ khi xem chương trình Việt Nam Idol Kids 2016 với vẻ mặt hiền lành chân chất chịu thương chịu khó cộng thêm giọng hát truyền cảm cố ca sĩ nghĩ rằng hồ văn cường cũng sẽ ngọt ngào tình cảm như giọng hát của con cho nên phi nhung không do dự đã nhận cậu bé đen nhẽm làm con nuôi mặc dù khi ấy cố ca sĩ phi nhung có rất nhiều người con nuôi điều đặc biệt là phi nhung đã nghe được lời chia sẻ của gia đình em đều thần tượng ca sĩ phi nhung khán giả yêu mến hồ văn cường ngay từ vòng thi đấu đầu tiên khi nam ca sĩ tiết lộ về hoàn cảnh gia đình đang khó khăn đôi khi cường phải bỏ học đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt vì nhân duyên ấy phi nhung đã cùng một người nữa tìm cách liên lạc với hồ văn cường trước khi em trở thành quán quân chứ không phải khi cường đang quan giải cao nhất phi nhung mới nhận làm con nuôi như lời đồn khi hiểu được gia cảnh của Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung đã đứng ra lo tất cả học phí cũng như ăn uống sinh hoạt thường nhật cho Cường đến năm 18 tuổi và sẽ giúp đỡ trên con đường ca hát. Phi Nhung khẳng định lý do nhận nuôi Hồ Văn Cường. Tôi giúp Cường không phải vì giọng hát của bé mà muốn hỗ trợ con đến trường, không bỏ dở việc học hành. Khi bước vào nghề hát, mọi thứ rất mơ hồ, không ổn định. Với các bé, bỏ lỡ việc học hành sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai do đó ước mơ của tôi là con được tiếp tục đi học khi sống chung một nhà hồ văn cường cho biết mẹ nuôi phi nhung rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ xử phạt em khi hát sai nhịp đi học trễ bị giáo viên phê bình hồ văn cường sẽ bị mẹ nuôi la rầy trách móc nhưng sau đó hai mẹ con vẫn thương yêu nhau từ một chàng trai đang nhẽm có hoàn cảnh khó khăn hồ văn cường trở nên nổi tiếng và được nhiều fan hâm mộ cả trong và ngoài nước tâm nguyện của cố ca sĩ phi nhung dành cho con nuôi hồ văn cường ra sao lúc sinh thời ca sĩ phi nhung đã tâm sự về con nuôi hồ văn cường như sau cố ca sĩ chia sẻ cô buồn vì không nuôi cường từ khi còn bé vì lý do đó cố ca sĩ cũng không thể ôm cường như những đứa con khác lý do cũng vì bố mẹ ruột của nam ca sĩ đang sống chung nhà và bản thân cường cũng đang hoạt động nghệ thuật phi nhung tiết lộ hồ văn cường rất ít nói hiếm khi nói chuyện cùng mọi người trong nhà thậm chí là mẹ ruột của cường sau ồn ào hồ văn cường cũng đã xin lỗi mẹ nuôi phi nhung Cô ca sĩ đã chia sẻ rằng thà chị bị chửi chứ chị không để con chị khi bước ra đường bị người ta chửi hay bị người ta chê mặc dù fan của Cường chửi chị nhiều